Xin chào các bạn đã đến với Mr. Coin. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với các bạn trong một video điểm qua tình hình thị trường cũng như là một số tin tức quan trọng. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi và một ngày thứ sáu không hề vui vẻ chút nào. Thời điểm mình đang làm video này là vào khoảng 7 rưỡi tối và các bạn thấy là thị trường đã giảm rất là kinh khủng. Đây là đồ thị Bitcoin trên trong 1 giờ. Đó, ngày vừa qua thì giá đã tăng khá là ok. Đó, nhưng mà đúng hôm nay vào khoảng 3 giờ chiều trở đi đó, thì giá đã đâm rất là kinh khủng và chúng ta có một cái tin tức khá là xấu ở trên thị trường liên quan tới Trung Quốc đó, một lần nữa lại là Trung Quốc. Và đây là thông tin từ trang Wu Blockchain, mình subscribe cái trang này. Đây là một cái Twitter liên tục cập nhật những thông tin rất là hay về Trung Quốc liên quan tới cryptocurrency, và không may thì cái người này bị gọi là người truyền những thông tin xấu, tại vì nó rất là trùng hợp mà thôi. Trung Quốc thì họ là cái thế lực mà liên tục đưa những thông tin xấu đối với thị trường cryptocurrency. Và cái nhà báo Wu, Colin Wu này đó, thì chuyên đưa tin về crypto liên quan tới Trung Quốc. Do đó thì cái thanh niên đậu Colin Wu này bị cộng đồng Twitter chỉ trích rất là nhiều đó, tại vì anh thường đưa ra những cái tin xấu đó, bởi vì đa phần những tin từ Trung Quốc là tin xấu. Tổng hợp lại thì chúng ta có phiên bản ngắn gọn của thông tin này đó. Thứ nhất là Trung Quốc họ cấm hoạt động của những sàn giao dịch crypto từ nước ngoài, những sàn overseas exchange này, những sàn của nước ngoài này như là Binance này, đăng ký ở một thiên đường trốn thuế nào đó, như là Bahamas, như là CC, mình cũng không nhớ rõ lắm, như là Bybit này, Bybit thì đăng ký ở Singapore. Đó, những sàn này là được quy vào là sàn giao dịch crypto nước ngoài thì không được cung cấp dịch vụ giao dịch crypto đối với cả những nhà đầu tư trong nước, những nhà đầu tư nội địa. Ngoài ra thì họ còn một số những cái điểm liên quan tới việc đào Bitcoin, đào crypto, cũng như là một số những thông tin, những truyền thông về cái lĩnh vực đầu tư cryptocurrency nói chung này. Ở đây thì mình sẽ điểm qua 5 cái điểm ở trong những cái báo cáo mà chính quyền Trung Quốc họ mới xuất bản ngày hôm nay. Cái điểm đầu tiên liên quan tới việc mining đó, họ liệt cái ngành công nghiệp mining, cái ngành đào coin vào trong những ngành công nghiệp bị kiểm duyệt, bị kiểm soát và sẽ được loại bỏ dần. Đó, người ta gọi là elimination category. Và họ tăng cái giá điện đối với cả những doanh nghiệp, những sừng đào coin này lên thêm 0,3 nhân dân tệ trên mỗi kWh. Các bạn có thời gian các bạn có thể tính toán xem là nó sẽ ảnh hưởng ra bao nhiêu tiền đối với cả những doanh nghiệp đào Bitcoin. Cái điểm thứ hai là cái lần phát hành cái báo cáo này, phát hành những cái tài liệu này liên quan tới cryptocurrency thì nó có sự vào cuộc của nhiều cái cơ quan ban ngành ở Trung Quốc hơn. Trước đó thì chỉ có 5 đến 7 cơ quan thôi. Nhưng bây giờ thì có đến 10 cái tổ chức cơ quan ban ngành, bao gồm những cái tổ chức rất là quyền lực như là tòa án tối cao, như là viện kiểm sát tối cao, như là bộ nội vụ, cho thấy cái sự nghiêm túc, cái sự căng thẳng hơn của chính quyền Trung Quốc trong cái lần này. Thứ ba là lần trước thì chỉ nói đến Bitcoin mà thôi, lần này thì nói thêm cả Ethereum và Tether USDT. Họ thấy rằng stablecoin cũng sẽ mang lại những cái rủi ro cho họ và họ đề cập tới stablecoin đến USDT trong này. Và mình nghĩ là lộ trình khả năng cao là họ sẽ dần dần họ cấm stablecoin đó, hoặc là họ yêu cầu là chúng ta phải sử dụng đồng nhân dân tệ số CBDC của họ thay cho việc chúng ta sử dụng stablecoin USDT đó, tại vì USDT cho chúng ta khả năng có thể dễ dàng chuyển tiền từ ngoài Trung Quốc vào Trung Quốc và từ Trung Quốc ra nước ngoài đó. Và Trung Quốc họ đang sử dụng một chế độ là capital control đó, capital control có nghĩa là cái nguồn vốn sẽ không được tự do lưu thông vào và ra khỏi Trung Quốc đó. Và rất là nhiều quốc gia ở Việt Nam chúng ta thì cũng sử dụng cái hệ thống capital control này đó, nhưng mà chúng ta có vẻ là chúng ta vẫn tự do thoải mái và nới lỏng hơn là Trung Quốc. Thứ tư, họ liệt tất cả những cái hoạt động giao dịch trên những cái sàn crypto của nước ngoài đó, thì những việc này nó việc bất hợp pháp, và tất cả những người mà họ cung cấp cái dịch vụ này, bao gồm có quảng cáo cho sàn này, bao gồm có dịch vụ OTC này đó, payment and settlement liên quan đến thanh toán này, bao gồm cái việc là các bạn hỗ trợ về mặt IT, về mặt công nghệ cho những sàn này đó, thì đều được coi là bất hợp pháp và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó. Điểm này rất là căng đó, điểm 4 và điểm 1 này là hai điểm mình thấy là cụ thể và căng thẳng nhất trong cái đợt đàn áp crypto này của Trung Quốc. Và điểm thứ năm thì nó chung chung hơn một chút, nó nói rằng là tất cả những người, những cổ tổ chức, những cá nhân nào tham gia đầu tư vào cryptocurrency là đang đi ngược lại cái trật tự của xã hội và những cái phong tục tập quán tốt của Trung Quốc. Do đó thì họ sẽ không được bảo vệ nếu mà họ gặp phải những mất mát trong cái lĩnh vực đầu tư này.
cái điểm 5 này nó khá là chung chung, nhưng mà nó vẫn mở ra cái cửa, vẫn mở ra cái tiền đề để về sau Trung Quốc có những hành động nó cực đoan hơn đối với cả cryptocurrency. Vậy thì cái tác động của cái đạo luật này đối với cả thị trường cryptocurrency là gì? Như các bạn thấy là giá đã giảm rất là nhiều. Và ở trên thị trường ngày hôm nay, ở trên mạng xã hội ngày hôm nay thì nhiều người nói rằng đây chỉ là cái phút tiếp theo từ Trung Quốc mà thôi. Mỗi lần mà Trung Quốc ra cái phút thì nó lặp đi lặp lại cách đây bao nhiêu năm rồi, 2013, 2015, 2017, 2018 đều có phút hết. Đã gần đây thì tháng 5, 2021 đều có phút. Đó mà không việc gì phải sợ cả. Nhưng mà tại sao giá nó lại giảm như này? Đó, mình khá chắc là đa phần chúng ta, những người đầu tư crypto ở thị trường Việt Nam chúng ta thì mình nghĩ đa phần là chúng ta vẫn đang hold coin ở thời điểm bây giờ. Chúng ta vẫn chưa bán đâu. Thực sự là cái việc mà Trung Quốc họ ra cái thông tin ở những thời điểm mà giá rất là nhạy cảm như này thì có thể là có những cái ý đồ riêng của họ. Đó, nhưng mà chúng ta xét trên cái nội dung của năm cái điểm này, chúng ta sẽ thấy được rằng là năm cái điểm này có cái tác động thực sự lên thị trường. Đó, bây giờ cấm cái sàn giao dịch crypto ở nước ngoài không được cung cấp dịch vụ cho người Trung Quốc nữa, thì bắt buộc người Trung Quốc họ phải bán coin của họ trên những sàn này đi để mà họ chuyển thành nhân dân tệ để họ rút ra. Ở Việt Nam nếu mà xảy ra trường hợp tương tự chắc chắn là các bạn cũng sẽ làm như vậy. Đó, do đó thì những đạo luật này, ok, có thể là một chiêu thức từ Trung Quốc đó, nhưng mà nó đang có những tác động thực sự lên thị trường và thể hiện qua cái việc giảm giá rất là mạnh như này. Đó, hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ về một cái tool mới. Cái tool này thì mình cảm ơn các anh ở trên nhóm Telegram của mình đã chia sẻ cho anh em. Anh em có thể nhìn cái thông tin tổng quan hơn về thị trường futures. Lần trước thì mình chỉ chia sẻ cái thông tin về futures ở trên sàn Binance mà thôi. Nhưng tool này cho chúng ta có thể theo dõi thông tin về future ở trên tất cả những sàn. Đó là tool BIBT.com. Các bạn có thể sử dụng. Đó thì nó sẽ có hai cái thông số chính ở đây. Thứ nhất là long, thứ hai là short. Long thì bao nhiêu tiền đang được long, bao nhiêu đô la đang được long trong 24 giờ qua, và phần trăm những bị thấy long là bao nhiêu. Đó, short thì tương tự, bao nhiêu tiền và phần trăm. Buổi sáng ngày hôm nay vẫn còn rất là xanh, nhưng ngay sau khi cái tin này ra vào lúc 15 giờ chiều hôm nay thì các bạn thấy chuyển đó rất là nhiều. Đó, hơn 50% các vị thế bây giờ đang là short. Đó, các bạn thấy rất là kinh khủng ở trên những cái sàn lớn. Đây là Bitcoin nhá. ETH cũng tương tự này, cũng đang chuyển sang short rất là nhiều. Solana này, đó, ADA này. Đó, XRP là kinh khủng hơn. Đó, thực sự là thị trường đang đang cảm nhận tác động của cái thông tin này. Và ngoài ra cũng có một điểm khá là đáng ngờ ở trong cái tin tức này mà mình muốn chia sẻ với các bạn luôn. Đó, coi như là một thông tin các bạn có thể nắm được để các bạn suy nghĩ thêm, và mình sẽ không bàn luận quá nhiều về thông tin này. Đó là hai cái report, hai cái documents, hai cái báo cáo này từ Trung Quốc mà được phát hành bởi hai cái ủy ban. Thứ nhất là Ủy ban Phát triển và Cải cách Trung ương. Đó, và thứ hai là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Đó, nhưng hai cái tài liệu này thì nó được chuẩn bị khá là sớm vào ngày 15 tháng 9 và ngày 3 tháng 9. Đó, và hôm nay thì khi mà Bitcoin đang test ở khu vực 45.000, đó buổi chiều, phiên Âu thì thị trường đang tăng. Đó, vào lúc 2 giờ chiều thị trường vẫn đang tăng. Đó, thì đúng 15 giờ thì hai cái báo cáo này nó được xuất bản ra, nó được công bố ra và thị trường giảm. Thì đây là một cái chi tiết mình thấy khá là trùng hợp mà các bạn có thể nốt lại để các bạn suy nghĩ thêm. Ok, vậy thì đó là cái điểm thứ nhất, tại sao giá lại giảm. Cái điểm thứ hai là giá lại giảm tới đâu. Theo mình nghĩ là cái ngưỡng rất là quan trọng mà chúng ta cần phải quan sát đó chính là cái khu vực 40.700, 40.800. Đó, đây là cái khu vực trùng với cả cái ngưỡng Fibo 0.886. Đó, bình thường thì mình chỉ chia sẻ 0.786 mà thôi. Hôm nay thì mình có thêm 0.886. Ở đây thì mình sẽ không đi qua cái nguồn gốc của con số này. Đó, tuy nhiên các bạn thấy là giá chạm tới đây và bật lại. Và đây không phải là sự trùng hợp, các bạn sử dụng các bạn sẽ thấy cái điều này rất là nhiều. Và đây mình nghĩ là cái ngưỡng hỗ trợ rất là quan trọng. Đó, nếu mà Bitcoin có thể bật lên từ đây, đó thì ok. Chúng ta có thể thấy được rằng là Bitcoin có thể tăng trưởng tiếp, đó mà không cần phải test lại sâu hơn nữa. Nhưng nếu Bitcoin bị đâm quá và break khỏi cái ngưỡng hỗ trợ này thì chúng ta không loại trừ trường hợp Bitcoin sẽ về khu vực 35.300. Đó, khu vực này thì như mình đã chia sẻ thì đây là cái ngưỡng quan trọng mà chúng ta cần phải quan sát. Cái thời điểm mà mình làm video là vào tối thứ sáu. Đó, khi bạn xem được thì có thể là nó sẽ hơi muộn. Đó, nhanh thì vài tiếng sau các bạn xem được, còn chậm là sang ngày hôm sau là ngày thứ bảy các bạn mới xem được. Đó thì chúng ta cũng biết là Bitcoin nó đã test fail hay là
thành công cái ngưỡng này để mà chúng ta có những kế hoạch riêng. Đó, nếu mà test fail thì chúng ta nên chờ đợi đi, nên chờ đợi đi. Bitcoin mà về 35.000 thì chúng ta có thể quan sát, nếu mà cái đà giảm nó kết thúc có đà tăng thì chúng ta thể mua vào, còn nếu mà bật lại luôn thì càng tốt, đúng không? Ok, thì đó là cái phân tích kỹ thuật của mình đối với Bitcoin. Và những đồng ăn coin khác thì nó cũng tương tự mà thôi. Trong cái đà giảm này chúng ta sẽ nhìn Bitcoin để mà chúng ta ra chiến lược đầu tư những cái đồng coin khác. Ngoài ra chúng ta cũng có một cái nhận xét nữa mà chúng ta nên nhìn rộng ra để chúng ta rút kinh nghiệm. Các bạn thấy được rằng là cái đà giảm này thực sự là nó đã có cái sự báo trước. Cụ thể là ngày 7 tháng 9 là cái ngày mà thị trường đã báo trước cho chúng ta. Khi mà các bạn thấy giá Bitcoin nó có những cái khu vực support rất là rõ ở cái mức từ khoảng 46.200 cho tới 46.700 đó, nhưng mà giá nó đã break rất là nhanh khỏi cái khu vực hỗ trợ này đó, thì đó là cái dấu hiệu thứ nhất đó, thì nó cũng rất là tương tự với cả cái thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5 mà thôi đó. Cái việc mà Bitcoin giảm ngày 19 tháng 5 vừa qua hoàn toàn có thể được dự đoán trước đó, hoặc là có những kế hoạch để chuẩn bị trước. Khi Bitcoin giảm đột ngột vào cái giai đoạn từ 15 tháng 4 cho tới khoảng 24 tháng 4 đó, thì đó là do cái dấu hiệu báo trước. Các bạn nhìn hai cái khu vực giá này các bạn sẽ thấy rất là giống nhau, đúng không? Đó, thực sự nó rất là giống nhau đó. Và đó là cái lý do mà tại sao ngày 7 tháng 9 mình đã nói rằng là chúng ta nên cắt vị thế đó, nên đóng tất cả vị thế, mặc dù sau đó thì thị trường có bật lại nó, nhưng mà khi mà cái xu hướng tăng nó bị phá như này đó, thì mình nghĩ là giải pháp tốt nhất là chúng ta nên đóng vị thế đó. Còn bây giờ thì như mình vừa chia sẻ, chúng ta sẽ chờ đợi xem cái phản ứng của Bitcoin với khu vực 40.800 là như nào đó. Nếu mà đứt thì khả năng là sẽ xuống khu vực 36.000-35.000. Ok, tin xấu như vậy đủ rồi, chúng ta sẽ đến những cái thông tin vắn nhanh hơn liên quan tới thị trường cryptocurrency. Gần đây thì cái ứng dụng Celsius, ứng dụng cho vay crypto đó, nó đã bị bốn cái bang ở Mỹ yêu cầu là dừng hoạt động. Bốn cái bang này bao gồm bang Texas, bang Alabama, bang New Jersey và gần đây là bang Kentucky. Lý do của bang Kentucky đó là bởi vì cái sản phẩm này của Celsius nó không tuân thủ luật pháp liên quan tới quản lý tài chính. Khách hàng không được biết là tiền của mình đi đâu, về đâu và tại sao nhận được lãi. Và thứ hai là khách hàng không được bảo vệ bởi luật pháp, tại vì luật pháp không công nhận cái vấn đề này. Đó, thì Celsius nó giống như là BlockFi thôi. BlockFi đợt vừa rồi thì cũng bị tấn công khá là nhiều, và Coinbase thì họ muốn triển khai sản phẩm Coinbase Land của mình nhưng cũng đã bị SEC họ sờ gáy và họ yêu cầu là không được triển khai. Thông tin này thì mình đã chia sẻ với các bạn trong một cái bài phân tích trước đây. Đó, các bạn có thể xem lại. Về Celsius thì cái selling point, cái điểm đặc biệt của họ là họ cung cấp cho khách hàng một cái lợi suất cao hơn lên tới 17% một năm. Đó. Và chẳng có ngân hàng nào cung cấp cho các bạn cái lợi suất như vậy. Đó, đặc biệt là những nước phát triển như là Mỹ. Ngoài ra các bạn cũng có thể vay crypto với cả cái lãi suất khá là thấp. Khi các bạn có Bitcoin, các bạn có ETH chẳng hạn, các bạn có thể deposit vào đây, nạp vào đây, các bạn làm tài sản thế chấp để các bạn vay những đồng stablecoin như là USDC, như là TUSD, như là GUSD. Đó. Đó, thậm chí USD các bạn vay được đô la Mỹ tiền pháp định luôn, trực tiếp luôn mà không cần phải thông qua stablecoin của đô la Mỹ. Cái lãi suất của các bạn thì nó sẽ dựa theo cái phần trăm giữa cái tiền bạn vay và cái collateral, cái tài sản thế chấp của các bạn. Phần trăm càng cao thì lãi suất các bạn sẽ trả nó sẽ càng cao. Các bạn vay khoảng 25% thì lãi suất có 1% mà thôi, khá là ok. Các bạn dành cho những bạn nào mà là whale rất là nhiều Bitcoin, rất là nhiều Ether chẳng hạn, rất là nhiều đồng top coin khác, các bạn có thể nạp vào đây để các bạn vay tiền ra, các bạn trading, các bạn đầu tư những khác rất là ok. Đó, thì nó cũng tương tự với sản phẩm lending ở trên Binance. Đó, tuy nhiên thì Celsius thì họ tập trung vào khách hàng ở Mỹ nhiều hơn. Đó, thì họ đang bị sờ gáy. Cái thông tin thứ hai thì nó khả quan hơn, đó là thông tin liên quan đến Twitter. Twitter bây giờ thì họ tập trung vào cái lợi ích của những cái nhà cung cấp content ở trên Twitter. Đó, tại vì họ thấy rằng là rất là nhiều người họ lên Twitter, họ viết những cái content, đặc biệt là trong lĩnh vực cryptocurrency. Rất là nhiều người họ lên chia sẻ những nhận định của họ rất là giá trị. Đó, thì Twitter họ muốn giữ chân những người này lại. Và họ quyết định sẽ mở một tính năng
cho phép người dùng có thể tip cho những cái nhà sáng tạo nội dung trên Twitter này. Cái tính năng này thì nó đã triển khai ở trên iOS app và trên Android thì sắp tới sẽ được triển khai. Đó, trên iOS thì là ngày hôm nay, Android thì trong thời gian sắp tới. Và có rất là nhiều những cách để các bạn tip những cái nhà phát triển nội dung này thông qua những cái app từ bên thứ ba như là Strike app này. Và chắc chắn là sẽ có Bitcoin và Lightning Network. Tại vì gần đây thì Twitter họ đang ủng hộ Bitcoin và cryptocurrency khá là nhiều. Thì trong khi những cái giải pháp thanh toán bên thứ ba khác thì nó sẽ tùy vào từng khu vực mà các bạn sinh sống. Đó, giả sử như chúng ta có cái chức năng này ở Việt Nam chẳng hạn, đó, thì chúng ta sẽ dùng Momo. Đó, còn ở Mỹ thì phải dùng PayPal. Nhưng cái chức năng thanh toán thông qua Bitcoin và Lightning Network nó sẽ được triển khai toàn cầu. Đó, cho thấy cái sự ủng hộ rất là nhiều của Jack Dorsey và của Twitter đối với cả Bitcoin và cryptocurrency ở thời điểm hiện tại. Thông tin thứ ba thì nó sẽ khá là tốt đẹp đối với những bạn nào mà tin tưởng tiềm năng của Ripple và XRP. Đó là Bhutan, đó, một đất nước rất là xinh đẹp ở khu vực Nam Á gần Tây Tạng. Tây Tạng thì bây giờ đã là thành thuộc địa của Trung Quốc rồi. Đó, thì Bhutan hiện tại họ đang có kế hoạch phát triển cái đồng CBDC, cái đồng tiền điện tử của ngân hàng trung ương của họ. Và họ quyết định sẽ hợp tác với cả Ripple để mà phát triển cái phiên bản pilot, cái phiên bản kiểm thử của đồng CBDC của họ. Gần đây các bạn thấy là Ripple họ đang chuyển hướng rất là nhiều sang những cái tổ chức lớn trên thế giới, những cái chính phủ lớn trên thế giới, đặc biệt là lĩnh vực CBDC. Thì gần đây thì họ đã cho phép những cái chính phủ thế giới có thể sử dụng cái nền tảng công nghệ XRPL Ledger của họ để mà xây dựng CBDC. Tuy nhiên các bạn có thể thấy được rằng là trong khi những cái đồng coin khác thì đang đạp và đang phá được những cái all time high của mình ở trong cái mùa uptrend này, đó, nhưng Ripple thì đang bị lag lại ở phía sau. Đỉnh của XRP đạt được là vào tháng 1 năm 2018 là mức khoảng 3,3 đô. Nhưng mà hiện tại thì năm nay Ripple đạt đỉnh chỉ là 1,96 mà thôi. Có lẽ là cái chiến lược của Ripple, họ muốn trở thành một công ty để họ đi cung cấp dịch vụ giải pháp của họ cho những cái tổ chức lớn trên thế giới như là chính phủ hoặc là các định chế tài chính lớn, nó chưa đúng với trend hiện tại. Các bạn thấy là đa phần những cái hệ sinh thái lớn ở thời điểm hiện tại, những đồng coin lớn thì họ muốn xây dựng một cái hệ sinh thái hữu cơ, ở đó không có ai làm chủ cả, mọi thứ là phi tập trung, ai cũng thể được tham gia, là người dùng hay là một cái nhà phát triển phần mềm hoặc là một nhà cung cấp dịch vụ trong hệ sinh thái này. Thì Ripple thì họ không đi theo hướng này, mà có vẻ hiện tại thị trường họ đang thích cái hướng phát triển hệ sinh thái tự do hơn. Đó có lẽ là lý do tại sao thị trường chưa thực sự là tin tưởng vào Ripple và giá của Ripple chưa tăng trưởng nhiều trong thời gian vừa qua. Ok, đó là những chia sẻ của mình trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mr. Coin. Rất là mong các bạn có thể tiếp tục ủng hộ và chia sẻ những cái nhận định, những ý kiến của các bạn